Cái mẹo này quá đỉnh. Thằng nhóc Lê Tùng Vân em mình là một chiến thần mượn máy, tiên đoán được trước sự việc nên mình đã đặt pass cho nó khỏi mở. Nhưng không, thằng nhóc ác nó chơi một vố lên mây luôn. Cái máy bị vô hiệu quá luôn rồi. Chắc ký đậu mày quá thằng Lê Tùng Vân. Mà thôi, có cái mẹo này, đầu tiên là kết nối với iTunes và tắt nguồn. Tiếp theo, đưa máy về chế độ DFU bằng cách đồng loạt giữ nút nguồn và nút home cho đến khi nghe được âm thanh này. Trên cái màn hình iTunes, tiếp tục vào cái mục này, ấn vào khôi phục, sau đó đợi khoảng 10 đến 15 phút là máy sẽ tự khôi phục về ban đầu và mất hết dữ liệu. Vậy là xong, đừng hòng mượn máy chơi Free Fire nữa nha.